chào cả nhà thân yêu đã quay trở lại với những video của em Quỳnh Sài Gòn Ca. Showroom Sài Gòn Ca chúng em tự hào là một đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng, có cam kết và bảo hành bằng văn bản trong thời hạn là 6 tháng hoặc 10.000 km. Với 5 tiêu chí vàng là xe không tai nạn, xe không ngập nước, xe không đại tu động cơ hộp số, xác định nguồn gốc và năm sản xuất rõ ràng để đảm bảo cho việc mua bán và sang tên. Địa chỉ của Showroom Sài Gòn Ca chúng em nằm tại số nhà 613 615 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây chúng em có hỗ trợ khách hàng thẩm định giá, thẩm định chất lượng xe miễn phí, hỗ trợ vay trả góp với lãi suất ưu đãi, giao xe tận nhà và tặng một rút hồ sơ gốc nha. Trong video cuối tuần ngày hôm nay em Quỳnh lên sóng để cập nhật những sản phẩm mới về và đang có sẵn tại Showroom Sài Gòn Ca, cũng như là trong lối sóng trong video ngày hôm nay thì em Quỳnh muốn hạ giá một số sản phẩm để hữu duyên nhá, bán lại nhưng mang lại cái may mắn cho khách hàng của em Quỳnh nhá. Chiếc xe đầu tiên trong video ngày hôm nay đó chính là chiếc Kia Sedona bản phun dầu 2.2 DATH. Xe được sản xuất và đăng ký năm 20. Lăn bánh là 60.000 km nhá. Lớp sơn màu trắng và nội thất là ghế da tông màu kem nguyên bản. Sorry mọi người, một chủ mua mới từ đầu. Các bác yên tâm nhá. Xe thì mới về tại cửa hàng nên là có sao thì em Quỳnh tả vậy nhá. Và cũng rất là hoan hỉ, cảm ơn tất cả các khán giả của em ở trên các nền tảng khác nhau và cũng cảm ơn kênh YouTube đã kết nối khách hàng ở trên mọi miền Tổ quốc. Trong ngày hôm nay thì em Quỳnh đã bàn giao chiếc Honda Civic bản RS năm 2020 tới tay khách hàng, cũng như là đã bán được chiếc Mazda CX-30 cho một anh khách ở tận ngoài Hà Nội cơ. Bây giờ thì sẽ khám phá chiếc Kia Sedona nhá. Đấy, với lớp sơn bên ngoài là màu trắng nhá. Bây giờ mình chỉ luôn một số điểm. Cái chỗ nào cần sơn thì bảo khách hàng là phải sơn. Đấy, đơn cử như chỗ này. Riêng cái phần cản trước cản sau như thế này là không phải 100 xe về tới Sài Gòn Ca thì phải đến 101 xe là bọn em phải xử lý. Cái có những cái xe xước không cần sơn thì em sẽ không sơn, nhưng mà con này là phải sơn nha các bác, thấy không? Nó đã ăn vào phần sơn như thế này rồi. Đấy, còn cản này, cản 6 vạn như thế này là rất là đẹp nhá. Cái màu trắng như thế này ấy, thì nếu như mà có xử lý qua thì chúng ta cũng sẽ rất dễ dàng nhận biết mọi người ạ. Vì là một trong những cái màu mà rất là khó sơn, và sơn một cái là lệch màu ngay. Nên là có khi đôi khi không cần phải nói, khách hàng của em nhìn qua hình ảnh thôi, em quay rất là rõ nét chi tiết cho quý anh chị nha. Đấy, Sài Gòn thì vừa đón một cái cơn mưa. Con này thì không còn xa lạ với cả khách hàng của em đâu. Đây này, ba hàng ghế, 7 ghế ngồi nha, những cái hàng ghế hạng thương gia. Và đây là ghế da nguyên bản nhá. Đây, phần cốp rộng rãi thoải mái, và cái hàng này nó có thể tạo gập xuống đây này. Cái chỗ này là cái chỗ để cho hàng ghế thứ ba lúc mà gập xuống nhá. Và với động cơ 2.2 của em, nó sử dụng nhiên liệu dầu diesel thì sẽ cho mức tiêu hao nhiên liệu để rơi vào khoảng 7,5 lít. Nếu mà chạy ở trên đường trường 100%, nó tiết kiệm vô cùng tận luôn. Xác thì to như này nhưng mà máy êm ru nhá. Ai, thiết kế cửa lùa này. Em khoái lắm, em khoái những cái con mà cửa lùa như thế này lắm các bạn ạ. Thơm thế, xe này thơm quá trời luôn. Này, thứ nhất là cái nội thất ghế da nguyên bản, đã 60.000 km rồi nhưng mà ghế da còn rất là mới nha. Rồi trải thảm sàn trần chám 6D này, là cái bản full nên là em nó sẽ thiết kế là hai cửa sổ nóc. Đấy, xe rất là đẹp. Nói chung là bây giờ thì em nó có một cái mức giá hợp lý lắm của anh chị ạ, rẻ vô cùng tận luôn. Nếu mà so sánh giữa Carnival thì công năng của em nó là bằng với Carnival, nhưng mà giá thì lại êm. Ở trên cái form năm 2020 này sẽ có set hai vị trí nhớ ghế này, có ghế điện này, ghế rất là căng nha các bác ạ. Ở đầy nổ start top, màn hình ZTAC ở phía trung tâm nhá, camera hành trình, sưởi ghế là mát ghế này, sưởi vô lăng, cruise control, ga tự động nhá, rất là tiện lợi trong quá trình sử dụng. Và chiếc xe nhà em Quỳnh thì đã lên hệ thống cam 360 nhá. Đó, em vừa ra ngó lại một lần nữa. Xe có sao thì tả vậy nha quý anh chị. Sơn thì bảo sơn, mà không sơn thì bảo không sơn. Con này là Kia Sedona bản 2.2 DATH năm 2020. Xe lăn bánh là 6 vạn, chào bán với mức giá là 899 triệu nhá, thiếu 1 triệu thì tròn 900. Đây là Mazda 6, bán cho một anh khách hàng, bán về anh công đang công tác ở Tân An, Long An, bán về Bến Tre nhá, mai bàn giao này. Hôm nay hạ giá luôn trước Kia Carrera.
Kia Carrera này thì em là Kia Carrera bản 2014 nhá. Em dắt gọn cái xe đây quý anh chị ạ. Em xe công vụ của cửa hàng. Kia Carrera động cơ 2.0 số tự động này, xe được sản xuất năm 2014, lăn bánh là 63.000 km nhá. Đã dọn dẹp rồi, xe rất là đẹp, gần như là em không phải dọn quá nhiều trên một cái chiếc xe mà đã 10 năm tuổi như thế này. Xe lăn bánh 63.000 km, một mẫu 7 chỗ số tự động này. Có hai màn hình cảm ứng, cả hàng đầu tiên và hàng ghế phía thứ sau này. Ghế da nguyên bản. Có ghế chỉnh điện, có camera hành trình này, mọi người thấy không? Có cửa sổ lock nữa. Là còn số tự động mà chạy đường trường thì vô cùng êm ái. Nói chung là trong cửa tiền mà trên 300 triệu một xíu như thế này thì đố kiếm là con nào mà ngon bổ rẻ như con này. Bình thường em bán cho các bác là 348 triệu đúng không? Hôm nay hạ giá luôn này, 338 triệu. Giá rất là êm nhá. 338 triệu đây, hữu duyên bán cho quý anh chị ở trên video ngày hôm nay. Còn bên này là Ford Fiesta. Ford Fiesta năm 2015 cũng góp mặt trong danh sách xe cọp tại cửa hàng. Xe cọp là xe gì? Là xe chạy ít km. Chạy ít km như thế nào? Tức là so với cả năm tuổi của em nó phải ít, chứ không phải là xe đời cao. Đời xe mà 1 năm đi 3 vạn là không phải là số km ít, đúng không ạ? Nhưng mà xe nhà em Quỳnh là 9 năm đã đi 34.000 km nha. Ford Fiesta năm 2015 động cơ 1.5 AT với form dáng Sport Hatchback này. Phiên bản này là phiên bản Sport nha các bác. Trước xe này lăn bánh chuẩn là 34.000 km và động cơ 1.5 thì cho mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6 lít nhá. Ở trước này đang bán với mức giá là 299 triệu mẫu xe này. Bên này là Toyota Altis bản 1.8G năm 2017, xe một chủ sử dụng từ mới, lăn bánh là 67.000 km, đã rút hồ sơ gốc cầm tay với lớp sơn màu nâu và nội thất là ghế da tông màu kem nhá. Đấy, trước này thì có lịch sử bảo hành bảo dưỡng đều đặn ở trong hãng, quý anh chị yên tâm kiểm tra về nguồn gốc lịch sử nhá. Đấy, xe này thì đang được showroom Sài Gòn Car chào bán với mức giá là 489 triệu nha. Hôm nay hạ giá còn 480 triệu. Đấy, cắt luôn số lẻ cho quý anh chị nha. Em là em không có nói thách đâu, để giá rất là êm cho các bác tham khảo rồi. Trong này có Hyundai Santa Fe bản máy xăng cao cấp động cơ 2.5 Premium năm 2022, lăn bánh là 30.000 km, nước sơn màu đen và nội thất là ghế da tông màu nâu đen kết hợp. Xe đã rút hồ sơ gốc cầm tay, sang tên trong vòng một nốt nhạc. Giá bây giờ thì quá êm rồi, SUV gầm cao 7 chỗ mà giá chỉ có 1.050 triệu nha. Đấy, trước này này, các bác muốn khám phá nội thất không? Một số chi tiết ở trên xe còn được chủ xe ốp này, mạ carbon. Trông đứng trong nhà thì nó hơi bị hạn chế một xíu thôi, chứ để ra ngoài lái thì Santa Fe to lắm, bởi vì nó rộng tới 4m9 cơ. 4.916 nhờ đấy. 7 chế độ lái này, vô lăng tần số rất là mới nhá. Thiết kế thì quá hiện đại rồi. Hàng ghế thứ hai rộng rãi thoải mái, xe có cả cam 360 H kính rồi, đã dán phim cách nhiệt rồi. Đấy, sơn xi bên ngoài rất là đẹp nhá. 1.050 triệu cho các bác tham khảo này. Trong những cái video tổng hợp như thế này thì em Quỳnh chỉ quay báo giá khoảng 30 xe đang có sẵn tại cửa hàng nhé. Quý anh chị mà muốn tham khảo kỹ hơn có thể liên hệ qua Zalo, bởi vì mỗi video như này em chỉ có thời lượng từ 20 đến 30 phút thôi. Nhưng mà chia sẻ nhiều quá thì nó lên hơi nhiều, bởi vì chia sẻ về một cái xe cũng đã rơi vào khoảng 7-8 phút rồi. Trong này là Mitsubishi Xpander số sàn năm 2021, đăng ký lần đầu năm 2022. Lăn bánh là 35.000 km nha. Nước sơn màu bạc, nội thất là ghế da tông màu đen. Em nhắc lại nha, Xpander số sàn. Mitsubishi Xpander số sàn, một mẫu xe MPV cỡ nhỏ thực dụng nhất trong phân khúc. Nói chung là đảm bảo đủ rất nhiều tiêu chí cho quý anh chị tham khảo và lựa chọn này. Chiếc này đang được Sài Gòn Car chào bán với mức giá là 468 triệu nha. 7 chỗ ngồi số sàn mà chỉ có 468 triệu, đời cao, có hỗ trợ trả góp ngân hàng nhé. Con này nó hơi vô duyên này. Hạ giá luôn cho quý anh chị luôn, Toyota Vios. Toyota Vios bản E số tự động năm 2022, lăn bánh là 29.000 km. Nước sơn màu vàng cát, nội thất là ghế da tông màu kem nhá. Lăn bánh chuẩn là 29.000 km. Một mẫu xe nồi đồng cối đá vô cùng luôn. Chi phí nuôi xe lại rẻ, bền bỉ. Em chỉ chào bán với mức giá là 458 triệu thôi mà vẫn chưa thấy bác nào đồng ý lại hạ giá luôn, 450 triệu. 450 triệu mẫu xe này.
Bác nào mà gặp em Quỳnh thời điểm này thì mua xe chỉ có giá là giá rất là êm nhất ở chợ này thôi. Và ở đây thì bọn em không có cam kết rằng là em Quỳnh là một cái nơi bán xe rẻ. Đấy, nhưng mà đối với cả đội ngũ cũng như là cơ sở vật chất như thế này thì em phải phục vụ quý anh chị những cái sản phẩm như thế nào, đúng không ạ? Ai mà đã từng trải nghiệm của chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ của showroom Sài Gòn Ca rồi thì chắc hẳn cũng hiểu cái cách làm việc của em Quỳnh. Đấy, ngon bổ rẻ thì làm sao mà đi cùng với nhau được, phải không ạ? Và tiếp theo trong ngày hôm nay thì còn có một chiếc Hyundai Santa Fe bản máy dầu động cơ 2.2. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2022, lăn bánh là hơn 40.000 km nha. Nước sơn màu đỏ mận và nội thất là ghế da tông màu nâu, nó cũng tương tự với cả chiếc màu đen. Nhưng một chiếc là bản dầu và một chiếc là bản xăng. Chiếc này bản dầu em bán với mức giá là 1 tỷ 120 triệu nha. 1 tỷ 120 triệu chiếc xe này. VinFast đây. VinFast Lux SA bản bay năm 2020, xe lăn bánh là 6 vạn nha. Chiếc này trang bị động cơ là 2.0 turbo, có đề nổ start top này. Màn hình cảm ứng ở phía trung tâm, phanh tay điện tử, nội thất ghế da cao cấp nhá, gầm cao 7 chỗ. Và đối với cả dòng Vin em rất là thích bởi vì nó hưởng chế độ bảo hành của hãng lên tới 10 năm cơ. Và chiếc này đang được showroom Sài Gòn Ca chào bán với mức giá là 668 triệu nha. VinFast Lux SA bản bay năm 2020 sẽ đã lăn bánh 6 vạn, một chủ từ mới, vẫn còn hỗ trợ bảo hành ở trong hãng nha. 668 triệu. Ford Everest phiên bản Titanium máy dầu 2 cầu năm 2020 xe lăn bánh là 3 vạn, tương ứng với cả 30.000 km nhé. Nước sơn màu đen và nội thất là ghế da tông màu đen, có cốp điện, có cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Trước này thì phải nói là anh cả làm trong phân khúc SUV gầm cao 7 chỗ vì cái form dáng của nó. Và nổi bật với động cơ là 2.0 biturbo nhé. Trước này đang được Sài Gòn Ca chào bán với mức giá là 979 triệu nha mọi người. 979 triệu Ford Everest phiên bản Titanium 2 cầu năm 2020. CX-30 này, đây là không phải là chiếc đầu tiên đâu mà chiếc thứ hai em Quỳnh bán CX-30 về Hà Nội các bác ạ. Đấy, hồi xưa bán một chiếc 6.000 cây màu xanh Kavansai, hôm nay lại bán chiếc màu đỏ nữa. Bên này là Kia Seltos này, hôm nay hoan hỉ luôn nhá. Hôm nay đã hạ giá rồi thì hạ giá luôn. Không biết là các bác đang xem video ngày hôm nay của em Quỳnh thì không, chắc là không hiểu nghĩ em Quỳnh kiểu gì, bởi vì thường chỉ có xuất hiện trên những cái live sản phẩm nó rẻ, nó nhỏ gọn hơn thì mới có thể hạ giá liên tục. Nhưng mà không ngờ là có một ngày hôm nay xe ô tô mà em Quỳnh cũng hạ giá như vậy nhá. Kia Seltos phiên bản Luxury năm 2022 lăn bánh là 15.000 km, nước sơn màu đỏ và nội thất là ghế da tông màu kem nhá. Siêu lướt. Bình thường là em Quỳnh chào bán với mức giá là 605 triệu phải không ạ? Ai mà là fan của showroom Sài Gòn Ca thì nhớ lắm. Hôm nay em để giá đầu năm cho quý anh chị nhá. 3, 2, 1, ghim 599 triệu Kia Seltos phiên bản Luxury năm 2022 nhá. Ôi dồi ôi, kiểu nghiện xem top top bây giờ. Sedona thì đang có một cặp cả màu xanh, màu trắng. Trong này là Kia Sedona bản full máy dầu năm 2018 này. Xe lăn bánh là 68.000 km, tư nhân một chủ sử dụng từ đầu. Đó, trước này thì màu xanh nó thất kế ra nguyên bản tông màu kem. Form dáng thì của Kia Sedona không phải tả nhiều nhá. Bác nào mà muốn trải nghiệm lái thử qua Sài Gòn Ca, bên em hỗ trợ lái thử không cần cọc nhá. Trước này thì đang được showroom Sài Gòn Ca chào bán với mức giá là 779 triệu. Đấy, 2018 là 779 triệu, còn 2020 là 899 triệu nhá. Đấy, 1, 2, 3, ghim. Kia Sorento bản phun xăng động cơ 2.4 GATH, số tự động nhá, 7 chỗ ngồi. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2016, mua mới một chủ sử dụng từ đầu, đã rút hồ sơ gốc cầm tay, rất tiện lợi trong quá trình sang tên. Và với mức giá em Quỳnh đang chào bán mẫu xe này là 505 triệu nhá. 505 triệu mẫu bờ gầm cao 7 chỗ như thế này. Bên này là VinFast Lux A này, hôm nay thì quay hơi muộn nha, sorry mọi người một xíu. VinFast Lux A bản tiêu chuẩn năm 2019, lăn bánh là 6 vạn, nước sơn màu xanh, nội thất là ghế da tông màu nâu, đang được Sài Gòn Ca chào bán với mức giá là 525 triệu nha, 525 triệu. Kia Cerato bản 2.0 Premium năm 2020, lăn bánh là 7 vạn với nước sơn màu xanh lá cây và nội thất là ghế da tông màu đen, một chủ từ mới, bảo dưỡng full hãng. Chiếc này bán rẻ cho quý anh chị là 499 triệu nha, 499 triệu. Mazda CX-8 phiên bản 2.5 Premium, đây là phiên bản 2 cầu,
xe được sản xuất và đăng ký năm 2022. Lăn bánh là 18.000 km, nước sơn màu trắng và trang bị nội thất là ghế da lapan màu đen nhá. Ghế da lapan thì quá cao cấp rồi. Đấy, nếu như mà từ da thường lên da lapan, quý anh chị phải mất từ khoảng 70 đến 80 triệu để hoàn thiện một bộ ghế da như vậy. Và công nghệ ở trên trước Mazda CX-8 thì rất là nhiều. Đấy, xe thì dưới mức 1 tỷ thôi nhưng mà công nghệ ngập tràn, rộng rãi, thoải mái, 7 chỗ ngồi nhá. 968 triệu sẽ ngay Mazda CX-8 phiên bản 2.0 Premium năm 2022. Vừa rồi quý anh chị cùng em Quỳnh đã đi khám phá và tham quan xem showroom Sài Gòn Car hôm nay có những sản phẩm gì và đang được chào bán với mức giá là bao nhiêu. Và những sản phẩm giao dịch trong ngày hôm nay em Quỳnh cũng đã công bố với quý anh chị rồi. Quý anh chị nào mà cần tư vấn hỗ trợ nhiều hơn có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình là 0823 07222, hoặc đến trực tiếp địa chỉ của showroom Sài Gòn Car là số 613, 615 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bên em có đội ngũ nhân viên hỗ trợ quý anh chị trải nghiệm và lái thử. Thời gian làm việc từ 7 giờ cho đến 21 giờ cùng ngày tất cả các ngày trong tuần nhé. Và trước khi kết thúc video ngày hôm nay, quý anh chị đừng ngần ngại bỏ ra một ít phút đăng ký kênh showroom Sài Gòn Car, like và follow đội ngũ của em Quỳnh để em Quỳnh có nhiều động lực ra nhiều video hay nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Walking away, I don't wanna run it, 'cause I wanted to stay.